người trong cuộc nói gì về việc tung tin giả, nữ luật sư Phạm Thị Hồng theo tự vẫn bị vụ đồng tâm. Cho đến hôm nay, một số cá nhân trong làng đấu tranh dân chủ, sau khi bị bóc trần bộ mặt thật với mưu đồ chính trị gán ghép cái chết của nữ luật sư Phạm Thị Hồng theo với vụ việc đồng tâm và trục lợi tiền, từ việc kêu gọi phúng điếu đã có người thức tỉnh lương tri gỡ bỏ thông tin giả, đã loan tải nhưng một số người vẫn ngoan cố, tán tận lương tâm giữ nguyên dòng thông tin để vu vạ cho chính quyền Việt Nam. Nhận xét của giới luật sư cũng như Việt Kiều về thông tin này như thế nào? Theo luật sư Hòa cho biết trên trang cá nhân của mình, không có bất kỳ nữ luật sư nào bào chữa cho người đồng tâm, đã tự vẫn chết. Điều này khẳng định rằng, âm mưu chính trị hóa vụ đồng tâm thông qua cái chết của nữ luật sư Phạm Thị Hồng Thêu, mà đấu trường dân chủ đã đăng tải của những kẻ chống phá cho, đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định là thất bại. Trước đó, luật sư Lê Văn Luân trên trang cá nhân của mình cũng đã phát đi thông báo cảnh báo, tin giả và không nên tung tin luật sư chết vì vụ đồng tâm, ngay từ thời điểm nữ luật sư được cho là tự vẫn, và Nguyễn Thúy Hành đã thực hiện mưu đồ chính trị hóa vụ án đồng tâm, ngay trên trang cá nhân mình, ngày 8 tháng 9. Nhưng, Nguyễn Thúy Hành vẫn ngoan cố không gỡ tin, mặc dù chúng tôi đã có hai bài viết tiếp theo chứng minh mưu đồ của những kẻ tạo tin giả và chỉ rõ những kẻ tung tin giả này là ai. Trên trang cá nhân của bà Grace Vui vào đêm ngày 8 tháng 9 có viết, tạm dịch theo Đàm Ngọc Tuyên, tôi rất phẫn nộ về tin giả. Khi bạn chia sẻ tin nào đó, làm ơn hãy kiểm tra lại hai lần hay ba lần. Hôm nay, khi tôi đọc tin về luật sư Phạm Thêu, khẳng định rằng cô là luật sư đấu tranh cho người dân đồng tâm và chỉ vì giận dữ đơn thuần mà cô ấy đã tự vẫn. Tôi đã liên hệ với người dân ở Đồng Tâm, được họ tiết lộ là họ chẳng bao giờ gặp hay nói chuyện với cô luật sư này cả. Cảm ơn rất nhiều những Facebooker đã gỡ bỏ khi biết điều đó là tin giả, sau khi tôi liên lạc với họ. Tuy nhiên, một vài người không thèm để ý, phớt lờ đi. Dường như, họ muốn cho thấy chính quyền Cộng sản thật tồi tệ. Tôi không bao giờ có thể hiểu được cái kiểu suy nghĩ ấy. Bạn biết đó là tin vớ vẩn, sao lại còn chia sẻ nó? Tại sao? I got so mad about fake news. When you shared something, please double and triple check it. Today when I read the news about a Vietnamese lawyer Nonet Pham Thieu, claiming she was the lawyer fighting for Dong Tam and she had committed suicide because she was angry. I contacted Dong Tam and it was confirmed that Dong Tam members had never met or talked to this lawyer before. I then contacted all the Facebookers to tell them and many of them had taken down the status. Thank you so much. However, there are a few that I contacted that didn't care. They wanted to show how bad the Vietnamese communist government is. I never can understand that mentality. You know it is fake news and still share it. Why? Trả lời cho câu hỏi tại sao của bà Grace Vui, ông Peter Addison viết về suy nghĩ của ông, tạm dịch. Bạn chia sẻ những điều này rất hay, cố ý loan tin thất thiệt dù biết là fake news, chỉ có hài ngược lại mà thôi. Tôi luôn làm đúng theo nguyên tắc của một nhà báo, dù đôi khi gây chia rẽ cộng đồng. Thỉnh thoảng, tôi đồng ý với những gì họ nói, không phải là lý do tôi dùng họ để ủng hộ ý kiến tôi. Nói họ không đáng tin, tôi cảm thấy thật nực cười khi dùng họ để biện hộ. Tôi không sợ họ giận, thậm chí có thể chửi lộn nếu họ không thích những gì tôi viết hay đăng tải. Tuy nhiên, tôi luôn làm việc dựa trên những điều tôi tin là đúng, mà đôi khi, để giữ nguyên giá trị của một con người, dù phải xúc phạm cả những chuyện chính trị tôi nghĩ vậy. Ông còn cho biết thêm, như một chân lý của cuộc sống, mà người Việt đúc kết thành tục ngữ một lần thất tín, vạn lần bất tin, bằng lời văn tạm dịch, nếu chúng ta chia sẻ những lời nói dối, đánh mất niềm tin, càng khó để người ta tin tưởng mình. This is a really good post Grace Bowie spreading fake news after you know it's fake news lessens credibility and it always comes back to haunt you. I completely follow these guidelines when it comes to journalists, that I see as usually dividing community, or the rare occasion I agree with what they say. Isn't a reason to use them to back up my argument. If they have no credibility to me, usually I feel it's ridiculous to use them in a cherry-picking manner. I don't mind offending people or insulting them if they don't like what I write or post. Yet I always post based on what I believe is correct. I think despite being politically offensive, I still have integrity and values. If we share lies, it's harder to believe the truth when we need it to be believed. Động thái của một số kẻ chủ mưu tạo tin giả và thực hiện mưu đồ từ vụ nữ luật sư tự tử. Ngay sau khi tung tin nữ luật sư tự tử, mặc dù chưa có hình ảnh nhưng các đối tượng mà chúng tôi đã nhắc tên đã bắt đầu chiến dịch truyền thông bận của mình từ ngày 8 tháng 9 với mưu đồ phi chính trị hóa vụ Đồng Tâm, bản chiêu trò la làng vụ và cho chính quyền, cơ quan tố tụng xét xử vụ án Đồng Tâm, đẩy nữ luật sư phải tự tử và thông tin kêu gọi tiền ủng hộ, phúng điếu. Tuy nhiên, Đàm Ngọc Tuyên rất kịp thời chứng minh và chúng tôi có viết lại bằng hai bài viết. Khi biết âm mưu đen tối bị lộ, nhưng kẻ như Huệ Như, một cá nhân nào đó đang sử dụng Facebook của Huệ Như, Thu Thủy,
ngay lập tức phát đi thông báo có người mạo danh Facebook và thông tin này đăng lên trang cá nhân của các nhân vật nổi tiếng đánh BOT như Trương Châu Hữu Danh. Song, cách tạo giả này lại bị chính người theo dõi bóc trần, khi mà hai đường link được đưa ra đều là một chứ không hề có đường link nào giả. Một số kẻ khác âm thầm gỡ thông tin bị đặt vô lương tâm, thất đức nhưng một số khác vẫn giữ nguyên dòng thông tin này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay khi vụ việc đã ngã ngũ, thì không một nhà đấu tranh dân chủ nào từng tung tin giả này lên tiếng xin lỗi, dù đó là một lời xin lỗi người đã khuất xin lỗi nữ luật sư Phạm Thị Hồng Thêu. Điều này khiến không ít người trong cuộc bất bình với cách hành xử của những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ. Nhiều người trong cuộc trong nước và nước ngoài đặt lại câu hỏi, vậy những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mà thế này sao? Họ cố tình dựng chuyện tán tận lương tâm để nói xấu, cộng sản. Khi biết mình sai rồi mà vẫn cố tình như vậy thì chứng tỏ rằng họ cũng chỉ là những kẻ cặn bã, cơ hội, núp bóng dân chủ để chụp giật. Bởi đến ngay đạo lý con người không ai cho phép làm những điều thất đức như vậy. Vụ động tâm chiều nay Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã tuyên án và những kẻ thực hiện mưu đồ chính trị hóa vụ động tâm vẫn đang ra sức sử dụng chiêu trò, tin giả trên không gian mạng và nếu giả sử vụ việc này không bị bóc trần, thì liệu những ai tiếp cận thông tin ra tung ra, trên mạng xã hội sẽ có ai dừng lại một phút để kiểm chứng thông tin? Nói theo cách của bà Grace Bui và nhà báo Peter Addison, thì nếu chỉ nhìn và đọc tin của họ sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó lại là thông tin giả, và họ đặt niềm tin một cách mù quáng vào những kẻ trục lợi chính trị và vật chất. Ngược lại, chính những kẻ tung tin giả lại gặt lại những gì mà mình rêu rắc, ai còn có thể tin vào những thông tin do những nhà đấu tranh dân chủ đưa ra. Theo đó, khuyến cáo của bà trước những thông tin đồn thổi trước và sau khi xét xử sơ thẩm vụ án đồng tâm là cần tỉnh táo tiếp nhận các thông tin do các nhà đấu tranh dân chủ đưa ra, bởi mưu đồ của họ quá rõ ràng. Hải Anh. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.